là lá đơn mà con yêu cầu cơ quan chức năng xử lý những cá nhân đưa thông tin. Và đây là những địa chỉ của chú chị nha. Đây là địa chỉ của Nguyễn Hồng Sơn, địa chỉ của Thanh Trần và địa chỉ của Tống Thị Ngọc Mai. Đây có địa chỉ đầy đủ cụ thể nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ lấy những địa chỉ này để chúng ta làm việc. Và ngày hôm nay cô chú anh chị biết sau khi mà tối Nguyễn Hồng Sơn live thì tiếp tục Thanh Trần đưa hình ảnh bé cách đây 1 giờ này, cô chú anh chị hãy xem nha. Và cái câu đặc biệt con không có gì hết, con chỉ câu này đặc biệt là bé ha, cái này con không cần nói gì cả, cái này cái gì nó tới sẽ tới. Và sắp tới những vấn đề về pháp lý Thiền Nam thì hãy coi ai sẽ là người đứng đơn pháp lý Thiền Nam trong câu chuyện Thiền Nam như Thanh Trần Hồng Sơn, ai sẽ là người mà nói là Minh Tú không có gì cả, đúng, Minh Tú không có gì cả, đối với Minh Tú không có gì quan trọng hết. Nhưng hiện tại Minh Tú đã làm pháp lý Thiền Nam rồi đó, Hồng Sơn Thanh Trần có biết không? Và ngày hôm nay tí nữa sau khi kết thúc được live xong thì con sẽ đi làm việc ha, Hồng Sơn Thanh Trần. Minh Tú không có giờ nói giỡn với Hồng Sơn Thanh Trần đâu, làm như thế nào thì từ từ sẽ biết ha. Đó, nói chung á, khi người ta đã nhắc nhở rồi mà mình vẫn lên cố chấp như thế này thì hãy chờ đó mà xem ha, chờ đó những gì thông tin tới. Và sắp tới sau khi gửi đơn đến ba nơi này, và con sẽ thề gửi thêm 2 cái đơn nữa, đó là Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 2 cái nơi này con sẽ gửi những cái vấn đề liên quan đến liên quan với chị Thanh Trần về vấn đề trục lợi. Đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề về kêu gọi tiền và đúng không? Đâu một quyền có không? Cứ đưa lên đi, thoải mái. Cứ đưa lên, mọi người nào ai muốn cứ đưa lên thì cứ đưa. Mình tôi không có. Không một chai cả nha. Mình tôi không có giờ mà. Đây. 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 Đó, đúng rồi, cứ đưa lên thoải mái. Tại vì cài đưa lên thì tôi cài có cơ hội chứ. Đúng rồi, cài đưa lên thoải mái. Các YouTube thách thức thì cứ đưa lên thoải mái, Minh Tú đâu có sợ. Đời này Minh Tú làm gì sợ một vị channel đúng không? Các chủ thức độc quyền, không có gì độc quyền đâu. Số 6 16.1 đúng không? Minh Tú đâu có gì đâu phải sợ đúng không? Đúng không? Cứ đưa lên thoải mái, Minh Tú không có gì phải sợ. Rất thích một chai cả nhà. Mấy anh chị cứ thách thức thoải mái. Phi Long đỏ nữa đúng không? Phi Long đỏ thì qua chưa? Rồi. Cứ lên thoải mái cái gì đây? Cứ lên thoải mái. Đừng bao giờ thách thức này đó. Đè, đó, ờ, đó. Đưa lên này đó, như thế này đó, giỏi này đó. Có những đứa học trò giỏi như thế này đó, giỏi. Mấy đứa quen. Đó. Quen. Phi Long nhỏ đúng không? Đúng rồi, mấy Phi Long nhỏ. 9 16.11 đúng không? Cô chú chị đợi con xíu nha, để con làm để cái file này sẽ tốt hơn. Quyền phi không nhỏ. 2 8 15.1 rồi, ok đó. Nên các anh chị cứ thách thức dư luận thì các anh chị sẽ từ từ sẽ biết thôi, chứ đâu cần phải thách thức làm cái gì. Đối với Minh Tú mình với chị thách thức không có được cái gì cả, đúng, thoải mái cứ đưa lên đúng không? Đưa lên thoải mái. Đó, thì cứ đưa đi rồi sẽ xem chủ gì làm được tới nơi đúng không ạ? Và cảm ơn chị Thanh Trần ở đó cái nè, nhờ chị Thanh Trần mình lên tiếng á, nói dụ mà như thế này ra chị Thanh Trần đâu. Đây cái gì cũng phải cảm ơn chị Thanh Trần, nhờ Thanh Trần mà tôi được nhiều người thương, nhiều người nè, nhờ cái tác cộng đồng này nè. Đâu rồi cái tác cộng đồng đâu rồi? Đâu rồi Thanh Trần chứ? Đây đâu rồi? Tab của chị Thanh Trần, nhờ cái tab này mà tôi không ít gì, tôi được nhiều tiền với chị Thanh Trần đó. Nhờ cái tab này mà khán giả cho tôi nhiều tiền hơn cái Thanh Trần, nên tôi nói Thanh Trần á, thà đừng có nói ít nói lại cho xã hội cái bớt đúng không? Tôi thì nói chung là tôi thì sợ tôi không có nhiều tiền, nhưng mà mỗi lần tôi cần cái gì tôi hú cô Lan, tôi hú Mạnh Thường Quân là tôi có, chứ không phải mà tôi bày ra những cái chuyện này để mà tôi kiếm tiền. Mà bây giờ mấy anh chị bày ra biết khán giả nói, ủa gì hả, tôi cần tiền hả, gì cho Tú này đó, thấy không? Chính chị là tạo động lực cho Mạnh Thường Quân cho Tú tiền đó chị Thanh Trần, có tiếc không? Mà hôm nay là con đi làm việc với lại cơ quan xong thì ngày mai ngày mốt thì con sẽ có một chuyến đi về miền Tây, vì có một chuyến đi việc rất quan trọng cho Thiền Nam. Quan trọng như thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết thôi ha. Chị Thanh Trần, Hồng Sơn cố gắng hóng thông tin coi Minh Tú đi đâu, đi về miền Tây làm nhiệm vụ Thiền Nam nha ha. Hóng chờ nha, chứ Minh Tú thì nói chung là Minh Tú dạo này là
nói gì làm, thiền an nói gì đại diện, đúng không? Nói với tôi đại diện, tôi không cần đại diện, chủ quyền có cái quyền, nhưng những gì mà tôi làm thì cứ chờ đó đi, đúng không? Có những người, có những người á nói vậy nè, người ta nói ít mà ta làm nhiều, có những người người ta giúp, người ta không thể nói gì đó, đúng không? Mà có mấy anh mấy chị á tự tốt tự tác lên rồi nói này nói kia, coi đang làm gì cho thiền an, đúng không? Cứ chờ đi, sắp tới tự nhiên đụng cái nó nghe thanh trần, tôi nghe chính nghĩa địa nói thanh trần trong tháng 11, tháng 12 này thanh trần bị bốc đó, nên cẩn thận ăn uống gì ăn đi, ăn uống gì ăn đi chứ bất công không có được ăn ở đó chị thanh trần nè. Coi nè, coi một trình độ thạc sĩ viết gì thế này này của chú chị nè nè. Ủa thanh trần cũng biết mình có này hả thanh trần? Chính nghĩa địa nói giờ cũng gồm mình có thật hả, đúng không? Trời ơi đó, coi có trình độ thạc sĩ mà viết như vậy của chú chị nghĩ như thế nào, đúng không? Nên á, ngày hôm nay muốn like tí xíu thôi, tí nữa con sẽ up lại vài video clip, tại vì con làm việc từ sáng tới tối luôn. Nên là con xin phép là con sẽ up lại một vài video clip. Tối nay có thể con về hơi trễ, nên là con sẽ up hết mọi thứ. Rồi sau khi về có thông tin thì chắc tối nay con sẽ chia sẻ với chúng chị một số chuyện. Nhưng mà cảm ơn những người chị, cảm ơn những người anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ con. Và ngày hôm nay, đó là những thành quả mà những cô chú anh chị đã giúp được con trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay con đi làm việc nguyên ngày, làm việc về đủ thứ hết, mọi thứ hết, về câu chuyện thiền em, về trên mạng xã hội, về những đấu tố lẫn nhau, rồi về những thứ này thứ kia, đúng không ạ? Rồi những pháp lý, nói chung pháp lý thiền em như thế nào thì sắp tới, không sớm muộn thôi. Hai chị Thanh Trần, Anh Sơn đón nha, Tết Tây và Tết Ta nhớ đón nha, tin vui nha, nói trước đón tin vui chỉ vậy thôi, còn tin vui như thế nào thì còn lâu mới bật mí, đúng không? Nên lúc đó đừng nói giống như Thanh Trần, lúc đó mình giật mình đâu rồi, để tìm cái clip mà Thanh Trần nói câu đi vào lòng đất cái clip gì mà đây, để quay mà xíu. Nếu gì mà Thanh Trần nó đi vào lòng đất ta, nói luật sư gì đó, rồi cái clip gì mà đó luật sư đi vào lòng đất đâu, clip đó đâu ta, không biết cô Lan hay là ai, cái clip ngắn á, luật sư mà bào chữa vụ bé gì đó, không biết đem con clip nào ta, cái clip rồi cái sọc ngắn của ai, bữa là thấy cái sọc ngắn của ai á, cô điểm lên hay ta. Đây. À, ở dưới nhà lại chia sẻ trên mạng hoặc là nói bất cứ cá nhân nào trên mạng xã hội này, ai luật sư cũng vậy, bé Phúc Tâm. Mai mốt tự nhiên quý vị bật lửa ra. Cho nên á, cái gì mà liên quan bé Phúc Tâm á, nên hỏi cô giống sợ chính xác hơn. Nha, cô khẳng định là anh Đình Mạnh không biết gì hết. Nha, anh Đình Mạnh. Mà đây cũng là một cái, là dù có mời luật sư, có đơn mời luật sư á, người ta không thèm ký với anh ra rồi sao? Đây mời luật sư khác á. 100% cái vụ bé Phúc Tâm, mấy ông năm người này không hề biết gì hết. Mà người thì nghe cũng không mời năm người này. Còn ai thì mai mốt biết gì sẽ biết. Đó, hết hồn chưa, hết hồn cáo trồn chưa đó. Chính vì câu lối này đó thì sắp tới sẽ biết câu chuyện, đúng không? Đúng không? Sắp tới tôi mới hết hồn như Thanh Trần Hồng Sơn. Lúc đó, ủa sao Tú làm được vậy? Rồi sao tôi là không được, mà sao Minh Tú nó biết hết, nó làm được hết? Thì lúc đó nó sao xui nha ha. Còn Thanh Trần Thanh Trần tôi gắn nhờ báo dưới đăng là sử dụng hình ảnh trái pháp luật, hình ảnh trái phép. Người ta sử dụng hình ảnh trái phép đi, tình sự anh sử dụng trái pháp luật gì? Mục đích vu khống, sỉ nhục bôi nhọ có không? Vậy sao không làm lẹ lên đi? Hả? Đúng không? Sao chị không làm lẹ lên đi? Ai cũng chờ chị viết đơn rồi, cái vụ chiến binh không mặc đồ xong rồi chị? Nước Hoa Pháp đâu rồi chị? Chị làm tới đâu rồi? Trời ơi, Nước Hoa Pháp giờ đầy binh bố trận trên không gian mạng này, đúng không chị? Này, Nước Hoa Pháp, tôi cho chị coi Nước Hoa Pháp này, bày binh bố trận chi? Để Minh Tú nó lưu như thế này thì bày binh bố trận làm gì? Đó, giật mã 6 ngày đô nè, thấy không? Đó. Đây, để có như đây thôi, mình như đây nè cô chú anh chị, bao nhiêu người đó, đúng không? Nước Hoa Pháp là phải liên quan đến là đâu rồi, và em phải nào cũng lại đâu rồi, không đâu, vào đây rồi, đây thôi, để có chỉnh luôn này rồi. Đâu rồi? Ủa nó nằm ở đâu ta? Up clip. Giờ cái gì? Nhiều quá, không nhớ nổi luôn á, thiệt trong đầu con giờ cái gì nó quá trời. Thế lắm rồi. Trời ơi, chiếc mà đưa hình là không nhớ được cái nội dung gì luôn. Thật sự đưa hình giờ không nhớ luôn gì luôn, cái gì luôn á. Quá trời đó.
như mình nhớ OC á, nhớ OC. À, chứ là tại, à, trời trời. Đây, chứ là tại mới nhớ chứ. Đó, điều khi làm biết đầu óc để đâu có tiêu. Đây, chứ là tại, đây là những clip mà Cindy Quỳnh Nguyễn ngước mặt trong tất cả clip này rất nhiều. Và thứ hai là clip Fanfast TV. Và trong những clip này thì có một cái clip mà Cindy đã vu khống 85 triệu đã chứng minh ra được. Đúng không ạ? Đó, đây là những video clip mà tất cả đều thông tin đều trên đây có sẵn hết. Đó, nên đó, chờ hoài, chờ chờ người nơi ấy, chờ người nơi đây, chờ mà được một lần chị Cindy Nguyễn gì đó làm đơn tố cáo về việc vu khống nhục mạ. Mà tự nhiên làm đơn sao tới giờ thôi im re. Tôi thấy cũng lạ, thấy buồn quá, thấy cũng gì đâu mà mấy anh chị lên nói cho đã mà không làm. Thì tôi thì làm tới nơi tới chốn rồi. Tôi sắp tới là có YouTube chị có mời á thì đừng nói sao, nói Minh Tú nói trước, nói thẳng luôn, sắp tới là được cơ quan chức năng mời. Và Thanh Trần nha, nói trước Thanh Trần, Thanh Trần hình như là cũng hơi bị nặng đấy, không sớm thì muộn Thanh Trần là đi sớm, trong nội trong năm nay hoặc là năm sau thôi, không biết năm nào thôi. Nghe chính nghĩa điện nói ghê quá, nói Thanh Trần với Hồng Sơn chuẩn bị là lên xe hợp gì đó, mấy anh chị nó phản biện đi. Xuất cảnh thì nghe nói là đã cấm xuất cảnh rồi đó, anh Sơn chị Thanh Trần không dám nói vấn đề này, nên chúng ta cứ chờ xem thôi, đúng không, cứ chờ xem thôi. Mà anh Sơn Thanh Trần mà ngộ ha, cái này cô chú anh chị có thấy cái này có nói thiệt của chú chị là Thanh Trần Hồng Sơn quen ai cái tự nhiên hôm trước không sao đều vô họp hết ha, ngộ ha. Hồi xưa quen thằng Ni, hồi xưa quen chú Sĩ, rồi giờ chị Minh Đi Nguyễn như chị ấn chị ngủ quên chị ngủ lúc đó xóa chị ơi đó, hồi xưa quen ai cũng xong cái lên hết rồi, bữa nay tới gặp chú đại biểu nhà Lưu Bình Nhưỡng thì cũng đi luôn đó, ngộ quá. Anh Hồng Sơn Thanh Trần mà Hồng Sơn cố gắng là dụ lần nào là 210 cây vàng nha anh Sơn, anh Sơn sừng sững lên nha anh Sơn. Chứ tôi nghe anh Sơn nói tôi mà tôi ngồi tôi cười, tôi nói trình độ của Minh Tú á chút pháp lý viết cái đơn quằn mèo như vậy, tôi nói tôi viết sao mà miễn cơ quan chức năng xử lý là được rồi, không cần phải mà bày vẽ như anh sơn bày vẽ quá, bày vẽ sao tiền Mạnh Thường Quân bỏ tiền nhiều quá sao, cuối cùng không có được cái gì hết á. Ví dụ tố cáo Tống Trần của anh Sơn bày vẽ đúng không, rồi bày vẽ tới đâu, rồi vụ tố cáo Minh Tú, rồi vụ Tấm Thị Ngọc Mai, trời chẳng nghe chị Mai ơi, giờ chị Mai biết đây, chị Mai để tôi cho chị Mai xem để cái điện thoại con gửi hình cho chị Mai xem. Trời ơi, cơ quan chức năng thấy hình chị Ngọc Mai như thế này thì cơ quan chức năng chẳng lẽ giúp cho chị Ngọc Mai, giúp cho BBSOS đúng không anh Sơn? Giờ anh Sơn, chị Thanh Trần chối BBSOS thì chúng tôi giờ biết là mấy anh chị đang cố gắng rút, chúng tôi đâu cho mấy anh chị rút dễ dàng như vậy, chúng tôi cho mấy anh chị vô lại chứ. Đây, chúng tôi phải cho anh chị vô lại chứ. Ngọc Mai đẹp mà đúng không? Trời, tôi còn biết hình con của Ngọc Mai nữa cơ. Trời, con của Mai con gái luôn á. Trời, ai chứ Minh Tú là lòi ra hết. Tự nhiên vô tình thấy được Facebook của em Ngọc Mai. Ê, xin lỗi chị Ngọc Mai chứ, trời làm em hoài, thiệt tình. Xin lỗi chị Ngọc Mai nha. Facebook của con chị Ngọc Mai chụp ảnh với lại con chị Ngọc Mai. Mà chị Ngọc Mai chụp ở bên Nhật khoe. Đúng không chị Ngọc Mai? Đây. Đúng không chị Ngọc Mai? Phải hình này hình chị Ngọc Mai không ta? Đúng không chị Ngọc Mai đó? Liên hệ cô với cô thay nhau nguyên độ liên quan đến BBSOS. Trời, chị Ngọc Mai làm đơn lẹ lên đi để được một lần chị Ngọc Mai. Đúng không ạ? Đúng không? Để được một lần chị Ngọc Mai được biết được đơn vị như thế nào. Ủa, nghe nói chị Ngọc Mai là người được ủy quyền anh Dũng luôn, ghê thiệt. Nhận tiền ở nước ngoài bị ủy quyền luôn. Trời, Ngọc Mai nhận tiền của Nguyễn Tiến Dũng. Đúng không? Nhận tiền của thay nhau nguyên độ. Ôi trời ơi. Ôi, hình như liên quan đến BBSOS rồi, tôi nói một ngày nào đó. BBSOS mà bà bị những con người này đưa lên thớt chắc vui nhỉ. Của cho chị hai đó. Phải chị Ngọc Mai, hình này phải chị Ngọc Mai không? Không biết phải hỏi nha. Em gửi có ba nơi anh ơi. Em ở bên cục trẻ em, sở thông tin và bộ, tại vì sở thì chỉ áp dụng vào những cái kênh nào ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bộ thì bộ nó sẽ chuyển về những cái nơi, những kênh YouTube đó ở tỉnh nào thì bộ sẽ chỉ cho bên sở bên đó. Đó là em làm việc theo quy định như vậy đó anh. Tại vì em làm việc với sở 4T rồi, em biết rất rõ. Tại vì khi anh chuyển bộ thì bộ cũng chuyển lại về thành phố, tại vì đối với những người như Hồng Sơn Thanh Trần á, người giúp em làm đơn á thì bộ chuyển về sở. Tại vì Hồng Sơn Thanh Trần ở thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ chuyển về sở ở thành phố. Đúng. Cô Bích Liên có đó anh, cô Bích Liên có đó, hình ảnh với video, hình ảnh đấy. Video anh chưa, em video chưa cắt, khi nãy là vì em sẽ gửi cái video của Tống, vì sao em tố cáo Tống thì gặp may. Tại vì ông Ngọc Nguyễn sẽ liên hệ với Tống Hồng Mai video call một đoạn clip. Đoạn clip đó em có. Đây, nếu cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn cần thì con sẽ gửi luôn. Đây, clip Ngọc Nguyễn nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị đau về giúp con. Clip Ngọc Nguyễn. Đây. Đây, cái clip cách đây 2 tuần. Đây, vì sao? Đây, cái clip này đây. À, rồi. Rồi. Đúng là làm. Đây, chúng tôi chỉ cần hai cái đó. Cánh tay, gửi qua nha. Ok, ok. Đó, quan trọng đây là hình ảnh sắc nét rõ ràng. Rồi,
Trời em cảm ơn chị Mini Nguyễn nha. Trời ơi, đó là sông sâu thanh trần chắc cũng ước em đó. Đây là cái điểm nổi bật nhất con muốn gửi cô chú chị. Đây là cái hình Ngọc Mai với Đào Ngọc Nguyễn. Vì Ngọc Mai chính là người chia sẻ hình ảnh gia đình Thiền Em thông qua video clip này. Clip này thì con đã lưu rồi, nên cô chú anh chị cần thì cứ vào đây đấy, đau lướt về. Và phút thứ 5 trở đi, đó là phút mà Tống Thị Ngọc Mai gọi cho Ngọc Nguyễn và tung hình ảnh của các bé ra bên ngoài. Đây rất rõ ràng. Đúng mà đây nè. Dạ, dạ rồi. Đây, Diệu Tâm. Đúng mà đây là Zalo của chị Diệu Tâm. Phải Zalo này không chị Diệu Tâm ha? Đây. Đây, phải chị Diệu Tâm không? Có chị Diệu Tâm không chị Diệu Tâm? Đây đúng không chị Diệu Tâm? Đây. Đây, gửi hình cho Minh Tú đây nè. Đó, đây chị Diệu Tâm đây. Có phải không? Đây. Đây chị Diệu Tâm này đúng không? Nè. Đúng không? Đây, chị Diệu Tâm cũng rảnh lắm gửi hình đi Indonesia cho đã xong rồi. Chỗ đổi thừa là bên chú Lân đưa em đó nghe nè. Trời cho đẹp đó chị Diệu Tâm ơi. Chị chụp hình cho em khoe cho em cho đã xong giờ chị nói người khác đưa là sao chị? Nè đây nè, mời người ta đi cho đã chứ người ta có muốn đi qua đi đâu. Mời nè, mời người ta đi qua ăn nè. Nói gì anh chở bạn gái tới chơi, em nhớ mời được sư Thanh Trần giúp chị nhé em. Đó, trời đó đây nè. Em có muốn mời thêm vài bạn Duy hay Tâm Ba Ba thì mời tới cho vui em nhé. Đó, đúng không? Hôm nay ổn không em? Đây địa chỉ nhà chị gửi nè, chứ em có đây đâu nè. Em gửi giúp chị cho luật sư Sơn và chị Thanh Trần giúp chị nhé. Nè, đúng không? Trang nghiêm nè. Ủa? Đúng không? Đâu có nói sai đâu. Chị em. Đúng không? Rồi vụ 3 triệu đâu à? Không biết vụ 3 triệu đây không? Đây vụ 3 triệu đây nè. Nói có sách mách có chứng. Đây. Chị em gửi tài khoản, em gửi lại 3 triệu ạ. Hộ chiếu làm trễ nên không đi được ạ. Rõ ràng như vậy. Chị vừa đến sân bay, chị cho em chứ đưa lại chị chi. Thôi em trả lại ạ. Chị giận á. Không làm phải trả lại ạ. Rõ ràng như vậy. Mà nghĩ sao nói. Em ở nhà không đi được là thiệt thòi rồi. Từ từ có mà em. Dạ. Tại người ta làm không kịp chứ đâu phải tại em. Dạ. Rõ ràng không? Ok anh. Đấy. Ồ, cái số phone rồi. Để em đi trên đây luôn chờ. Đúng rồi. Đó. Đó cho cô chú chị thấy được tin nhắn của chị đó như thế nào. Con có gì con nói sai đâu. Rõ ràng con không làm được. Con nói chị ơi em xin tài khoản em gửi trả lại cho chị. Chứ không phải mình đi đòi mình đi xin ngọc gì đâu. Đúng không? Nên đó con chỉ mong tất cả cô chú anh chị giúp con. Giúp gì? Chỉ cần cô chú anh chị chung tay gửi giúp con cái đơn này đến 3 địa chỉ. Và trên tác cộng đồng con cũng ghi rất rõ 3 địa chỉ nào thì con có ghi ở đây rõ rất rõ cô chú anh chị. Đó là Sở Thông tin và Truyền thông số 59 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, Bộ Thông tin và Truyền thông số 18 phố Nguyễn Du, phường Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Số 3, Cục Trẻ Em số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đúng không ạ? Sao xíu anh? Sao xíu? Mời cả nhà xem. Ôi sao nó quay đúng được ta. Cái này chụp lại chụp đứng không chụp ngang rồi. Mời cô chú nhìn xem. Đây. Chính xác ha. Con đã gửi 3 đơn này đi. Này. Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Trẻ Em. Đã xong hết rồi. Tại vì những cái khi mà cô chú gửi những cái hình ảnh như thế này á, thì đối với ngoài Hà Nội á, thì sẽ giá là 40.000. Còn đối với ở thành phố Hồ Chí Minh thì 16.200 đồng. Tại vì một sắp đó gần 43 hình ảnh. Một sắp luôn á, 43 hình ảnh. Đó. Còn cô chú chị nào ở Hà Nội gửi hai điểm này thì rất là gần, rất là rẻ. Chỉ có gửi ra ngoài ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh á. Không, nếu cô chú ở tỉnh thì cô chú chỉ cần gửi bộ thôi. Ví là Cục Trẻ Em là đủ rồi, không cần gửi sở. Sở thông tin thì chỉ những áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đó. Đó, đó là điều mà chúng ta chỉ cần làm đến thời điểm bây giờ. Chỉ không cần cô chú anh chị gì cả. Chỉ cần cô chú anh chị giúp chúng con chiếc cái đơn gửi cho những cơ quan chức năng này. Tại vì họ thấy nhiều người lên tiếng thì chắc bắt buộc họ sẽ vào cuộc. Đúng không ạ? Nếu chúng ta hãy thắp ngọn lửa lên, dù chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi nhưng nó có thể thắp sáng được, đúng không ạ? Nếu nhiều ánh lửa như vậy thì chắc một điều là sẽ giúp
cho Thiện An, giúp cho cộng đồng mạng được sạch sẽ hơn, không có bị những kẻ này họ vụ lợi, trục quỷ hay không, trục lợi hay không thì cái đó anh chị hãy lên cơ quan chức năng giải thích. Tôi không có quyền giải thích, đúng không ạ? Tôi chỉ giải thích đây là có hay không việc trục lợi đưa hình các bé để ăn mày cộng đồng mạng. Và nên nhớ một điều rằng luật sư Hoàng Anh đã nói rất rõ ràng trong phiên tòa, tuyệt đối không được đưa hình ảnh các cháu bé trong Thiền Am lên trên cộng đồng mạng này. Anh Sơn, chị Thanh Trần có nhớ hay đã quên, đúng không ha? Những gì mình làm ngày hôm nay thì đó là may sao đó. Thôi thì xin phép là con xuống live, con sẽ đi làm việc từ ngày hôm nay tới tối, nên là con xin phép là trước khi là con sẽ re-up lại một số clip để cô chú anh chị có thể theo dõi thôi. Rồi con, cái gì thì tối nay con sẽ trình bày. Nên anh Sơn, chị Thanh Trần nhớ một điều rằng Minh Tú ở ngoài, nhưng Minh Tú còn làm nhiều thứ lắm anh Sơn, Thanh Trần. Nên hãy chờ xem, phim hay còn dài mà. Tự nhiên sắp tới có người bật ngửa ra giống như chị Thanh Trần. Bật ngửa ra cho chị Thanh Trần nha anh Đồng Sơn. Nè, phim hay còn dài. Em cảm ơn chị Minh Nguyễn rất là nhiều. Có đó không phải là, đó là trách nhiệm của em chứ không phải là gì cả. Nhưng đến lúc nào đó chúng ta phải lên tiếng về những hành vi vi phạm pháp luật của những cá nhân này.